sau 60 năm, nhiều thế hệ sau này không còn biết gì về người vũ nữ một thời vàng son lộng lẫy và ca axit định mệnh. Nhưng với người dân thời ấy, cứ nhắc về vũ nữ Cẩm Nhung là nhắc đến vụ đánh ghen tàn bạo và rùng rợn nhất Sài Gòn, chấn động cả miền Nam. Vũ nữ Cẩm Nhung sinh ra và lớn lên tại Hà Nội. Năm 15 tuổi, cô và gia đình di cư vào Nam. Cô được trời ban cho nhan sắc tuyệt trần. Từ một tiếp viên chuyên bưng bê món ăn, cô đã làm quen với những bản nhạc, những điệu nhảy trong quán bar của nhà hàng khi vắng khách. Để rồi, khi chưa tới 19 tuổi, cô đã trở thành gái nhảy nổi tiếng nhất Sài Gòn vào những năm thập niên 60. Thời ấy, Thích Công Binh nổi lên như cồn trong giới ăn chơi Sài Gòn. Chỉ gặp Cẩm Nhung lần đầu, nhưng ông đã mê như điếu đổ. Hai người nhanh chóng quấn lấy nhau, mặc dù thừa biết ông đã có gia đình, nhưng cô vẫn sẵn lòng làm người vợ ngoài giá thú. Vợ của Thích Công Binh là bà Năm Ra Đô, trong cơn ghen mù quáng và đã vạch kế hoạch tỉ mỉ tiêu diệt tình địch. Khoảng 22 giờ đêm ngày 17 tháng 7 năm 1963, phụ nữ Cẩm Nhung bất ngờ bị ăn một ca axit từ một người đàn ông lạ mặt. Cẩm Nhung bị hủy hoại nhan sắc, lao vào rượu chè và nghiện ngập, cuối cùng phải đi ăn xin và qua đời tại một xóm trọ nghèo tại Kiên Giang, kết thúc cuộc đời đầy hào quang nhưng đẫm nước mắt của cô phụ nữ lương danh thế kỷ trước.